vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này mình sẽ chơi Van Hến nha, Van Hến đi rừng luôn anh em ạ. Nói chung á, vạc Van Hến đi rừng ở mức rank này thì cũng khá là mạo hiểm một xíu. Đầu game thì tem mình khá là trạch mọc anh em ạ, bảo mình mà vào fit thì phá luôn đấy. Nhưng mà mình sẽ đánh cẩn thận nha anh em. Ở clip này thì mình sẽ lên đó là khuôn phép dành cho Van Hến. Thực sự thì cái nick này không có nhiều tướng đi rừng anh em ạ. Chỉ có Van Hến rồi, thêm Triều Vân, thêm Amelie nữa. Amelie thì mình định chơi ấy. Nhưng mà thôi nghĩ lại thì thôi chơi Van Hến full phép luôn. Amelie thì mình sẽ làm đi lên 6 nha anh em. Thì nói chung đối với chất tưởng Van Hến đi rừng thì cũng rất chỉ là mạnh nhá, không phải là yếu đâu. Mình lên phép nữa thì đám cực kỳ là lớn đến từ chiều cuối. Van Hến đi rừng thì trong những đấu giải ấy thì cũng được sử dụng khá là nhiều ấy. Khá là nhiều thì mình không nói, chứ có sử dụng 2-3 lần gì đó ấy. Thì điểm mạnh của nó như thế nào và điểm yếu của nó sẽ ra sao thì clip này mình sẽ trình bày cho anh em nhé. Và nến đó là lên full phép hay là lên full đám, và lên cái nào thì sẽ mạnh hơn dành cho Van Hến. Thì nói chung mỗi cái thì có mỗi điểm mạnh khác nhau. Ok, pha này thì tem đích đông của anh em à. Tem bên bàn thì Violet hình như đó là giống giống anh Hào anh em à. Em phê quá ứ, giống giống đó là nick của anh Hào ấy. Và này đúng của anh em à, tém mình thì bị đó là ngụm hai màng rồi. Bây giờ mình cố gắng ở đây để đẹp cái trụ nha, bởi vì cái trụ đường rồng thì rất chỉ là dễ bị hạ gục. Trụ ở đường ta thân và trụ đường mịt thiên nó bị giảm 60% đám. Chứ con trụ này thì nó không bị giảm đám ấy, Violet nó lồn bắn vai phạt thì cùng mất đó là nửa máu trù rồi. Bây giờ sẽ về phá một xíu nha anh em, cố gắng là không phịt. Chứ mình mà phịt 1-2 màng là coi như thôi xong ấy, trận đấu này quắng nha. Rành đầu mùa này là cũng đánh cẩn thận một xíu anh em ạ. Thì không biết đó là anh em ở mức rành gì rồi. Liệu anh em leo đang bằng vị tướng nào hiệu quả nhất thì hãy comment phía bên dưới nha anh em. Thì cuối tuần mình tuần trước live stream nhưng mà không biết vì sao lằng láng ấy, thì dựa vào cuối tuần này thì mình sẽ live stream lại đánh cùng anh em nha anh em. Nhìn giống giống anh Hào anh em ạ. Anh em thấy Violet tem bàn ấy, em phê quá ứ ấy, cái tên nhìn thôi rồi anh em ạ, cái tên nghe đó là hơi bị phê luôn ấy. Em phê quá đáng con ứ nữa chứ. Ok, lại gánh đường này rồi, pha này thì mình đi gánh không để lộ sái nhá. Ôi, không biết lộ chứ biết. Pha này rình rập đây anh em ạ. Rình rập con ca mập thì chắc chắn thì vai ố của tém đi thì cũng chuẩn bị gánh đường này nhá. Bởi vì nãy giờ thì nó cũng phám giống mình mà. Rồi pha này có màng thơm phức rồi. Ôi, pha này hay này, tém mình hay này. Một pha đỏ lét bê tém mình lóng trời lở đất khá là tốt. Cũng như là mơ gắn gà thì tích được đó nội tài nữa. Và cải kịp thì có 3 màng hạ gục, sau khi đó là tém đi có 2 màng. Kèm theo đó thì có thêm đó là cái trù nữa, quả là lời luôn. Thực sự nếu mà tém mình mà không chạt đó là, nếu mà phịt là phá thì mình cũng đánh khá là hồ báo ấy. Nhưng mà tém mình chặt về thì mình sẽ đánh cẩn thận hơn nha anh em. Dù sao thì cũng là một trận đấu hàng chứ không phải là một trận đấu tổ hợp hay gì cả, nên là sẽ đánh cẩn thận hơn một xíu. Đối với chất tưởng của Van Hến full phép thì ưu điểm của nó là đám cực kỳ là to. Chiêu cuối của nó có thể kết thúc được một mục tiêu nha. Mình thì cũng đã có clip tẹt đám chiêu cuối đó lên đến 12.000 anh em ạ. Anh em tưởng tượng 12.000 nó cao đến mức nào. Và một phát là chết luôn nha. Đám chiêu cuối một phát chết luôn ấy, lên full phép. Còn điểm yếu của nó khi mà lên full phép thì tất nhiên là sẻ máu cực kỳ là mỏng rồi.
Tiếp đến nữa thì đám phá trụ không phải là quá nhanh, cũng nhanh chứ không phải là quá nhanh như kiểu đám vật lý, phun công vật lý nha. Ok, nhưng không sao cả anh em ạ. Thì cuộc đối đầu giữa Á Thú và Omen thì nói chung cũng rất chỉ là khó để hạ gục cái Omen thì cửa trên. Nhưng mà để hạ gục được Á Thú giai đoạn đầu game thì khá là khó. Nếu mà Á Thú mà chơi được né nội tài đến từ Omen thì sẽ tốt hơn. Thì mình gánh phá thì lại có trụ rồi. Chơi Van Hến sợ nhất rồi là bị chửi anh em ạ. Đấng mà, người ta gọi là đấng, đấng tối cao luôn anh em ạ. Ok, pha này xuống chơi luôn, ôi. Một choáng này. Ôi ơi, thôi xong rồi, pha này đi rồi anh em ạ. 1, 2, 3, 5, không thiếu anh nào cả, anh nhầm thiếu một người. Dính ngay cái địa giám đến từ 3 đúng đi thôi, em xin đấy. Hết chai luôn. Thì xong rồi, vậy là mất trụ rồi anh em ạ. Lóng trời lở đất rất chứ đẹp kia. Ôi không mất trụ rồi kia. Ba đúng chơi khá là hay anh em ạ. Được được, có tổ chất. Có tổ chất đi SP anh em ạ. Thì có một người SP tốt tổ xíu thì mình sẽ dễ đánh hơn rất chỉ là nhiều nha anh em. Chứ gặp tình trạng mà SP mà cứ thôi, Van Hến đi rừng rồi phá thì thôi xong luôn. Nói chung nick này thì lên rank tinh anh nên là nói chung mình làm Van Hến đi rừng được nhá. Nói chung tinh anh hoặc là cao thủ 126 gì đó. Còn nick kia thì cao thủ khá là nhiều sao nên là mình không dám nha anh em. Thực sự nếu mà lên rank quá cao, ví dụ như tầm đầu mùa mà cao thủ khoảng 15 sao nó cực gắt rồi anh em ạ. Trận nào cũng gặp top tỉnh, rồi top vùng, rồi top Việt Nam, có khi là top 1 luôn anh em ạ. Nên là việc lên rank cao đầu mua là khá là mạo hiểm nhá. Còn tầm mức rank đó là cao thủ đổ xuống thì bình thường, và thế đi rừng cũng là bình thường thôi. Ok, pha này thì mình chặn đầu luôn này. Pha này thì bắt được là cải chắc rồi. Vài ô lên bảng điểm số này, chiếu cuối luôn này. Với Van Hến phun phép thì tụt máu không phanh nhá. Ok, bây giờ thì lùm con rồng chơi vui anh em ạ. Bởi vì hiện tại thì cũng chưa có mục tiêu nào đó là quá lớn cả. Lùm được con rồng này thì mình sẽ có nội tài đến từ con rồng nữa. Khi mà đối phương thấp thấp máu thì có thể được nó bị rồng thiếu đột và ngủng luôn. Ôi, ra tem đi, ra tem đi. Này thì ra tem đi, một bắn nữa, một bắn nữa. Hổ báo cáo chôn này. Thật sự thì nếu ra mà tem đi mà chơi tốt đấy, ra tem đi mà combo chuẩn, có một lượng độ ổn, thì một combo bay mình bọc hơi là điều đương nhiên nha anh em. Nhưng mà để mình được bắn và sử dụng chiêu cười tốt thì có khi ra là không sử dụng được chiêu luôn. Rồi fan ai cứu này. Nãy thì SP đó là chửi mình. Nhưng mà vào trận thì bây giờ không chửi nữa anh em ạ. Và phá cứu đó của mình thì tin chắc rằng SP của tém mình thì sẽ không bao giờ chửi nữa. SP được không? Ôi được, quá được. Ok thì nói vậy thôi chứ dù sao thì một trận đấu cùng win là tốt nhất nha anh em. Không giấy giữa nữa, cho dù trận đấu mình có tẹt đám hay là trận đấu mình thử đi chăng nữa thì cũng là muốn win chứ không phải là muốn lốt. Về ngọc dành cho Van Hến thì mình khuyến đó là anh em lên ngọc 32% tốc đánh cho mình nha anh em. Ngọc đỏ thì tốc đánh chỉ mang, ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh đó là tốc đánh và xuyên giáp phép luôn. Bởi vì Van Hến thì sử dụng đòn đánh thương khá là nhiều nhá. Rồi pha này lại chơi. Ôi Omen tem bàn bóc đầu kia. Ôi định bóc đầu ai đây?
bốc đầu 5 người. Ô mẹ nào tưởng rồi pha này bắt vai ô luôn, một choáng này. Rồi pha này tạm biệt vai ô. Ôi. Còn một xíu máu kia, suy thế. Pha đó mình nổ cái phù hiệu má chủ đến từ ô mén rồi ấy. Chứ pha đó mà con má chủ là ngon rồi. Vậy ô lúc nãy may mắn quá được, còn bây giờ thì thôi đành chịu. Rồi ra này, chạy đâu một bắn nữa. Uầy, hên thế. Mình không thấy vạch máu của ra luôn ấy, nhưng mà phá đỏ vẫn chưa ngụm. Bắn cho tém định chạy tụt quần anh em ạ. Bây giờ mình vẫn chưa mất cái quả cầu băng sương luôn kia. Phải có mất cái quả cầu băng sương để có thể lên phun đồ nhá. Chỉ có quả cầu băng sương này thì sẽ không phun đồ được. Về phù hiệu thì mình sử dụng bộ phù hiệu má chủ thôi. Với má chủ thì phù hợp nhất dành cho Van Hên rồi. Nổ đám khá là ổn, pha này rinh rập đấy này. Xa thủ mà bắt luôn ở lâu mén nha anh em. Rồi ô mén này, làm gì đấy chiêu cuối vạt này. Anh em thấy lường đám thế nào, lường đám chiêu cuối thế nào. Chất tưởng ô mén là chất tưởng thuộc dạng đó là trâu bo chống chiêu ấy. Nhưng mà gặp Văn Hến thì tắt điện. Đấy. Bây giờ ăn con ta thân xây ra đây và lên cố gắng kết thúc trận đấu sớm nhá. Chỉ giai đoạn về lết là mệt đấy. Văn Hến mạnh từ phút khoảng phút thứ 12 trở xuống thôi. Còn quá phút thứ 12 khi đối phương có một lượng đô là bảy máu ấy, Violet nó lôn vào ra bảy máu ấy. Solo kill thì thực sự không sợ ấy, nhưng mà trong không bắt tổng thì Văn Hến không bằng đó là VO nha. Bởi vì có gian chống chiêu đang trước, Văn Hến phải xuyên qua gian chống chiêu. Nên là càng về lết thì càng khó. Rồi pha này có màng bắn Furry rồi anh em ạ. Mới vẫn chết lùm được cái triple kill hay quá ra kill nào cái. Vai ô. Vai ô bắn gọi là tụt máu không phanh luôn. Rồi ra tên bàn làm gì đấy. Đám của chiêu cuối mình lớn nha. Đã sử dụng chiêu cuối là chắc chắn có màng rồi. Rồi pha này bật quả cầu băng sướng này. Chơi luôn này. Vai ô thịt thì chơi trong tỷ đan luôn. Chơi trong tỷ đan luôn. Uầy. Ông xá thủ tém mình bắn vào luôn. Quẹt sạch dành cho tém mình. Nhưng mà vẫn chưa win được anh em ạ. Hiện tại thì tém địch gần ra rồi, mà gắn gà thì đám vào trụ quá là ít. Gọi là hơi hủng lưu đến từ tém binh anh em ạ. Nhưng mà thực sự để tém bàn lật keo được thì quá là khó. VL, LOL. Tư tưởng win rồi chứ. Thì không biết bên kia vai ố có phải anh Hảo ấy. Mình nghĩ có này là không phải. Mình nghĩ đó là phán anh Hảo ấy. Bởi vì cái tên á, giống ý hệt luôn anh em ạ. Ná ná ấy. Ok, phán này thì chắc có lẽ là tổng tấn công và kết thúc trận đấu thôi. Hiện tại thì cũng quá phút đó là 13 rồi. Chơi được, pha này chơi luôn này. Rồi, 1 phạt này, 2 phạt, 3 phạt, 4 phạt này, lên bảng điểm số này. Tiếp theo, uầy. Đúng búa chơi khá ổn anh em ạ. Hiện tại thì ra tem đích đẩy lẻ nhá. Nhưng mà chắc có lẽ là không cần về này anh em ạ. Tem mình đẩy đường mịt luôn. Bởi vì hiện tại thì xạ thủ của tem mình một người về rồi. Omen tắt điện rồi, Omen chạy đấu, chiếu cuối phạt ngủm luôn này. Khi lên phép thì đám anh em lớn nhất là đám chiêu cuối nhá. Bởi vì chiêu cuối là xả thương phép mà. Nếu mà anh em trúng 6 điểm luôn thì kết thúc một mục tiêu luôn ấy. Còn trúng vài 3 điểm thì mất cũng khoảng là nửa cây máu là chuyện bình thường. Và bây giờ thì chắc chắn trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi. Nói chung cũng khá là suôn sẻ. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh nha. Bye bye.